Chị em nào mà muốn mà mua một cái quạt để bàn mà có kèm cái đèn như thế này thì chọn cho mình một cái quạt như thế này ha. Cái quạt này nó to hơn và nó cái độ mát cũng lâu hơn ha. Vì nó không những mà tích điện mà nó còn có thể sử dụng kèm cái cọng dây cáp mà cắm trực tiếp vô điện nguồn điện của mình để sử dụng luôn, không cần đến pin nha. Đây nha. Cái sản phẩm quạt này sẽ kèm một cái cọng dây cáp dài thế này. Dây cáp này là đầu cắm USB nha chị em. Đầu cắm USB cho nên là khá là tiện lợi. Khi nào chị em tìm không được cọng dây cáp thì có thể lấy cọng dây cáp điện thoại để sử dụng ha. Cắm trực tiếp vào cái chui như thế này. Đây, nó sẽ có một cái chui như thế này. Chị em chỉ cần cắm trực tiếp vào đây và cắm vào cái nguồn điện của cái cốc sạc điện thoại của mình là mình có thể sử dụng trực tiếp được, không cần sử dụng đến pin và cũng như là không sợ hết pin ha. Có pin thì sử dụng pin, khi mà sợ cúp điện thì mình sẽ lưu trữ nguồn năng lượng trong pin đó và mình sử dụng hoài hoài luôn, mình không sợ nóng ha, không sợ nóng do cúp điện. Còn khi mà có điện thì chị em cắm cho em cái cọng dây cáp như thế này, sử dụng trực tiếp vào nguồn điện của mình luôn, khá là ok luôn ha. Đây nha, chiếc quạt có thể để nằm như thế này, thấp như thế này nè, rất là nhỏ gọn luôn. Mình không thích để nằm thì mình bẻ xuống vậy đó, mình gấp gọn lại như thế này, mình bỏ lên bàn ha, khá là gọn và quạt thì mát, còn màu sắc thì quá là dễ thương luôn chị em ơi đó. Cái quạt này á có sử dụng hai cục pin nha, để hai mình gỡ hai cục pin tích điện cho chị em xem nè. Đây, hai cục pin mà tích điện đây. Khi mà mình sạc đầy hai cục pin này á thì mình có thể sử dụng hơn cả ngày luôn á, hơn một ngày luôn nha, gần 2 ngày luôn rồi có luôn các bạn đó. Vậy em thấy không, rất là nhỏ gọn, mình hết pin thì mình có thể cắm trực tiếp vào, còn mà dự trữ pin thì mình sử dụng vào những ngày cúp điện đồ nè, phòng hồi cúp điện đồ, đèn thì cũng khá là sáng luôn. Để em cắm vô cho chị em xem. Đây, gấp gọn thì nó sẽ nhỏ gọn như thế này, còn bật lên thì nó sẽ cũng nhỏ gọn luôn, nhưng mà nó cũng không có bự đâu đó. Đây, như thế này ha, để kéo ra cho chị em xem nha. Đây, dặn là đó. Đây, chiếc quạt khá là nhỏ gọn ha, không có bự nè, chiều cao nó khoảng 30 phân thôi, 30 cm ha, 30 cm thôi. Đây, quạt có thể bẻ lên bẻ xuống nè, gập lên gập xuống rất là tiện lợi luôn đó. Về tốc độ mát thì nó sẽ có 3 cấp độ ha, 3 cấp độ mát và 1 cấp độ đèn. Đây là bóng đèn led của nó, để mình mở lên cho các bạn xem về cái đèn nó sáng như thế nào ha. Đây, nó đèn khá là sáng luôn chị em ơi, đèn khá là sáng luôn nha. Đèn này mình có thể sử dụng là đèn đọc sách được nha, đèn để bàn nè, đọc sách nè, đèn học nè. Khi mà cúp điện trời tối thì mình mở đèn để mình quan sát nè, cũng được luôn, khá là ok. Rồi mình nhấn giữ nút nguồn thì mình sẽ tắt đèn. Và cái tốc độ quạt của nó thì sẽ là 3 cấp độ ha. Đây, khi mình bật quạt lên thì sẽ cấp độ 1 nè, sáng đèn nè, cho em thấy không, nó sáng đèn. Cấp độ 1 thì nó sáng cũng mát, độ mát của nó cũng vừa phải thôi, nhẹ nhàng thôi. Quạt cấp độ 2 nè, sẽ lên mạnh hơn nè ha. Đó, tờ giấy nó sẽ bay mạnh hơn. Và cấp độ 3 thì quạt cũng sẽ mát dữ dằn luôn. Đây, đó, ghi chưa. Mát khá là ổn, ok luôn nha. Đó, mát cực mát luôn, chạy thì quạt rất là êm luôn. Đó, mùa hè mùa nắng nóng cũng như là sợ cúp điện thì chị em sắm ngay cho mình một cái chiếc quạt như thế này thì khá là tiện lợi rồi còn gì, đúng không nào. Cái quạt xài thì tôi xài khá là lâu rồi, cái màu hồng thì rất là ngọt ngào luôn, xài khá là lâu rồi nhưng mà hôm bữa tình cờ quay lên một video ngắn thôi mà chị em hỏi nhiều quá, cho nên là hôm nay là một video dài để cho chị em xem cận cảnh về chiếc quạt này, để xem cái quạt này nó như thế nào ha, xem thực tế vẫn hay hơn đúng không chị em nào. Đây đó, hai chiếc quạt này là hai chiếc quạt hữu dụng nhất mà tôi từng xài ha. Cái chiếc quạt nhỏ nó cũng kèm cọng dây cáp như thế này nè chị em, nhưng mà cái đầu nó sẽ là cái đầu tròn ha, cái đầu tròn như thế này. Đây, mình cắm sạc xem, mình cắm vô đây đó, mình cắm vô đây cũng rất là nhỏ gọn luôn, mình sử dụng rất là tiện lợi luôn á chị em đó. Mùa nắng nóng này mà không sắm ngay, không có ngay một cái chiếc quạt như thế này thì khá là tiếc luôn, bỏ lỡ vậy thì tiếc dữ lắm luôn ha. Cái sản phẩm thì em để dưới phần mô tả, chị em nào có nhu cầu mua thì nhấp vào phần mô tả để nhấp vào cái đường link mua ha. Thì ở em có bán bên top á,
Bên top top à, bên top top thì cái sản phẩm nó rất là nhiều đa dạng luôn, có cái mẫu quạt như thế này và mẫu quạt lùng hơn cũng có, và cái mẫu quạt mà mini như thế này thì cũng có rất là nhiều cái mẫu mã khác nhau nữa, nên chị em qua bên top top của em mà chị em tìm ha, top top của em là a còng em gái review 23, em có thể rõ phần tên top top của em ở dưới phần mô tả, chị em nào mua thì chị em nhấn vào cái đường link bên dưới mua ha. Rồi cảm ơn chị em đã xem hết cái video của em gái review ha. À, chúc chị em có một ngày tốt lành nha. À, mà chị em đừng quên nhớ dành tặng cho em gái review một nút like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho em gái review ra nhiều cái review hơn nữa, nhiều cái sản phẩm thực tế hơn nữa mang đến mọi người nha.